Hi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cố vấn Pháp lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ thông tin đến các bạn quy định về mức hưởng trợ cấp một lần năm 2024 đối với người có công. Nếu như mà bạn cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và nếu như mà bạn có những thắc mắc liên quan tới vấn đề này hoặc những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với mình nhé thì người có công với cách mạng tùy từng trường hợp cụ thể sẽ được giải quyết hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng hoặc là được hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi một lần tại thời điểm được công nhận là người có công với cách mạng. Quy định này đồng thời áp dụng đối với thân nhân của người có công với cách mạng. Theo đó, người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ được hưởng trợ cấp ưu đãi một lần tại thời điểm được công nhận tương ứng với mức trợ cấp ưu đãi một lần theo quy định hiện hành. Thứ nhất, thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 qua đời mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi thì được trợ cấp một lần bằng 63 triệu 705 ngàn đồng. Thứ hai, người thờ cúng người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 qua đời mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi thì được trợ cấp một lần bằng 12 triệu 741 ngàn đồng. Thứ ba, thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 qua đời mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi thì được trợ cấp một lần bằng 31 triệu 852.500 đồng. Thứ tư, người thờ cúng người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 qua đời mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi thì được trợ cấp một lần bằng 12 triệu 741.000 đồng. Thứ năm, trợ cấp một lần khi truy tặng bằng tổ quốc ghi công đối với thân nhân của liệt sĩ hoặc người thừa kế của liệt sĩ bằng 41 triệu 100 ngàn đồng. Thứ sáu, hỗ trợ chi phí báo tử liệt sĩ bằng 2 triệu 055 ngàn đồng. Thứ bảy, bà mẹ Việt Nam Anh Hùng được tặng danh hiệu nhưng qua đời mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi hoặc được truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam Anh Hùng thì được trợ cấp một lần bằng 41 triệu 100 ngàn đồng. Thứ tám, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, được tặng danh hiệu nhưng qua đời mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi hoặc được truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến thì được trợ cấp một lần bằng 41 triệu 100 ngàn đồng. Thứ 9, người hoạt động cách mạng kháng chiến bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị đập bét, tù đầy, qua đời mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi thì được trợ cấp một lần bằng 3 triệu 082 ngàn 500 đồng. Thứ 10, người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, được trợ cấp một lần theo thăm niên kháng chiến, với mức trợ cấp là 616 ngàn 500 đồng cho một thăm niên kháng chiến. 11. Người có công giúp đỡ các mạng được tặng hoặc người trong gia đình được tặng huy chương kháng chiến thì được trợ cấp một lần bằng 3 triệu 082 ngàn 500 đồng. 12 người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc làm nghĩa vụ quốc tế qua đời mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi thì được trợ cấp một lần bằng 3 triệu 082 500 đồng và cuối cùng người có công giúp đỡ các bạn qua đời mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi thì được trợ cấp một lần bằng 3 triệu 082 500 đồng như vậy là mình vừa trao đổi xong với các bạn một số vấn đề liên quan tới mức hưởng trợ cấp một lần năm 2024 đối với người có công. Nếu như mà bạn cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và nếu như mà bạn có những thắc mắc liên quan tới vấn đề này hoặc những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với mình nhé.